Hello, em xin chào tất cả các bác nhá. Ở clip này thì Minh Vũ xin được giới thiệu mọi người về dòng loa thương hiệu của Pháp Bass 25 Timo Pro. Loa thì về hình thức từ trong ra ngoài rất đẹp, chất âm cũng vậy, cực kỳ là hay các bác. 1 2 5 6 7. Phải nói là cái tiếng mic đỉnh của chóp luôn. Con này mic của nó hay hơn rất là nhiều dòng loa Bass 30 thông thường khác, cực kỳ là hay luôn các bác nhé. Theo em cảm nhận ấy thì nó còn hay hơn cả Rexo nữa. Hát thử đoạn nhé mọi người nhé. Chắc rảnh cực kỳ hay các bạn. Kỳ đỉnh 6-7-8-10 đó. Bạn chắc lấy cái tết tách luôn. Đặc biệt con này một chắc sáng khi cực kỳ xa. Nếu có lần em có thường nghe thầm gắn bắt điều yêu cùng cảnh âm, em với người xưa đã ra đi, không gặp em đâu phân đi, không cho sầu thương đổ bờ mi. Liên nhớ làm chi sẽ khổ lắm em, đêm đã buồn thu vương đổ bên. Thì sơn hà nhiều lối điêu linh, đôi bờ đôi ngã phân tranh, nghĩ chi nhiều nên chuyện chung mình. Phải nói chơi cực kỳ là hay đúng không ạ? Cầm này Bass 25 nhưng mà với cái sức mạnh của nó thì không kém gì so với những dòng Bass 30 hàng cao cấp. Và những cái loại thông thường thì có rất là nhiều loa không hay bằng. Hay thực sự các bạn. Ở đây thì Minh Vũ ghép một con đẩy HNA 800, 8000 và vang số X12 Pro mic đi. Đấy, con mic này thì em cũng đã giới thiệu các bạn rất là nhiều rồi. Đấy, đơn giản chỉ cần một bộ đẩy, vang, mic, loa. Đó. Những đồ ngon khi chúng ta ghép vào thì sẽ hoàn chỉnh được một bộ rất là hay. Cặp loa này thì cái tiếng nhạc cũng như tiếng mic rất là tuyệt vời, đặc biệt cái tiếng mic con này cực kỳ là hay các bạn. Mic hay thật. Cái giải bass của nó đánh cũng rất là sâu, mềm. Tính ra một bộ như này thì cũng hợp lý mà. Như loa thì 6 củ rưỡi. Đó, loa là 6 củ rưỡi. Vang 3 củ 8. Con đẩy này thì 5 củ các bác nhé. Con đẩy này thì công suất của nó là 800W. Nó có thể đánh được như cái loại loa này, cứ quật hai cặp nhẹ nhàng, không phải nghĩ. Mic thì 2 củ 7. Nó có hơn chục triệu nhỉ. Hàng rẻ nhỉ. Anh em nếu mà thích chơi thêm súp thì chúng ta có thể thay đổi bằng con đẩy 3 kênh. Hôm nay thì em cập bến được mấy con đẩy 3 kênh có các súp luôn. Và dòng đẩy 2 kênh thương hiệu của Mỹ ETC này. Hay lắm, con này cũng dòng thương hiệu của Mỹ nhé. Nó mấy cái thằng STV Dua và Envo như nhau. Hôm nay cập bến thêm được cả mấy em đẩy DK, Eric. Nói chung là toàn đẩy ngon. Giá đợt này quá rẻ. Như DK LA 400 là 3 củ rưỡi, 600 là 4 củ 6, đảm bảo mức giá rẻ nhất Việt Nam luôn, là toàn quốc luôn. Rồi, clip này thì Minh Vũ xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhớ ấn cho Minh Vũ xin một lượt like, lượt tim. Và đừng quên đăng ký follow kênh để cập nhật những cái sản phẩm mới bên em về thì em sẽ làm clip review.
đến toàn thể các bác cũng như là báo giá tất cả sản phẩm. Rồi, xin chào mọi người nha.